Nếu anh em làm thế nào để chúng ta có thể chạy quảng cáo hiệu quả và chạy quảng cáo không bị lỗ, thì đây là một cái câu hỏi nó rất là khó để có thể trả lời. Tuy nhiên, mình sẽ chia sẻ cho anh em cái cách thức làm thế nào để chúng ta có thể chạy quảng cáo hiệu quả. Thì thứ nhất, chúng ta phải hiểu là hiệu quả đối với chúng ta là như nào. Thì rất nhiều người có không hiểu được rõ cái từ hiệu quả, cho nên là trong đầu của chúng ta này, trong đầu chúng ta này luôn luôn có một cái suy nghĩ, có một cái tư duy, đó là gì? Là tôi bỏ một đồng quảng cáo ra là tôi phải bán được hàng, tôi phải có lời thì đấy mới là quảng cáo hiệu quả. Nhưng mà đôi khi không phải là như vậy. Cho nên video hôm nay mình cũng sẽ nhé, mình cũng sẽ chia sẻ với anh em cái cách thức để chúng ta có một bài quảng cáo hiệu quả, hay nói cách khác là có một bài quảng cáo ra được đơn và có lợi nhuận. Còn lợi nhuận nhiều hay lợi nhuận ít nó còn phụ thuộc vào sản phẩm, dịch vụ và cách bán hàng của bạn nữa. Thì đầu tiên, yếu tố số 1 để quyết định quảng cáo của các bạn có bán được hàng hay không, có lợi nhuận được hay không, thì cái số 1 các bạn cần phải hiểu đó chính là hiểu cái thuật toán. Hiểu cái thuật toán. Thì ở đây, thuật toán tức là khi các bạn làm ở trên bất kỳ nền tảng nào hết nha, làm ở bất kỳ nền tảng nào, bán ở đâu cũng vậy, các bạn luôn luôn nhớ một cái keyword trong đầu giúp mình, đó là gì? Các bạn phải đáp ứng hai yếu tố. Yếu tố số 1 đó là nội dung của các bạn phải win. Tức là sao? Tức là cái nội dung mà các bạn trình bày ấy là cái nội dung mà khách hàng đang quan tâm, họ đang có nhu cầu về cái sản phẩm dịch vụ. Thực ra không phải về cái sản phẩm dịch vụ đâu, mà họ đang có nhu cầu giải quyết một vấn đề nào đấy mà cái sản phẩm dịch vụ của các bạn giải quyết được. Đấy là cái thứ nhất. Cái này mình tạm gọi đó là người dùng win, khách hàng win. Cái số 2 là các bạn sẽ cần phải quan tâm đến cái phần thuật toán, hay nói cách khác đó chính là nền tảng win nhá. Nền tảng win tức là sao? Tức là chúng ta phải làm thế nào đấy để cho nền tảng ưu ái chúng ta hơn, đề xuất chúng ta hơn so với những người khác đang làm. Thì ở đây nó liên quan đến thuật toán, thì các bạn phải hiểu thuật toán. Khi các bạn chạy quảng cáo ở trên Facebook, giả sử các bạn xây dựng được một fanpage có 100.000 lượt follow nha, 100.000 lượt follow theo các bạn từ đầu nha, họ chủ động follow các bạn, họ biết các bạn, họ follow đến các bạn. Nhưng khi các bạn chạy quảng cáo thì cái tỷ lệ mà quảng cáo phân phối đến số người số 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 lượt follow của bạn, số người follow của nó chỉ chiếm đâu đó khoảng 5 đến 10% thôi. Nó cực kỳ thấp. Còn lại nó sẽ phân phối đến người lạ. Vậy nên khi chúng ta chạy quảng cáo, các bạn phải hiểu rằng là chúng ta đang bán hàng cho người lạ. Bán hàng cho người lạ. Và khi bán hàng cho người lạ như vậy, các bạn mong muốn có tỷ lệ chuyển đổi cao thì hoàn toàn không có. Ok không nào? Vậy chúng ta cần phải biết được cái tỷ lệ chuyển đổi khi chúng ta bán hàng cho người lạ, khi chúng ta chạy quảng cáo nó là bao nhiêu, thì chúng ta phải chấp nhận điều đấy. Cái số 2, cái điều số 2 để quảng cáo hiệu quả đây, các bạn sẽ cần một bài quảng cáo. Cái này mình gọi là bài quảng cáo win. Bài quảng cáo win là bài quảng cáo như thế nào? Tức là cái sản phẩm dịch vụ của bạn, cái sản phẩm của bạn, cái content của bạn, các bạn viết thành một bài quảng cáo, các bạn đăng nó lên fanpage, các bạn chạy quảng cáo cái bài đấy. Thì bài quảng cáo này, thứ nhất nó phải ra đơn, yếu tố đầu tiên nó phải ra đơn. Cái thứ hai, ra nhiều mét. Ra nhiều mét. Cái thứ ba, có nhiều bình luận. Có nhiều bình luận rồi tương tác. Đó, nó cũng đáp ứng cả ba cái yếu tố này. Thì khi đáp ứng cả ba yếu tố này thì chốt lại đó chính là cái thuật ngữ là bài win, hay nói cách khác là bài đứng ở top 1. Top 1 nghĩa là sao? Tức là ví dụ ở đây mình có một cái Facebook. Ở đây mình có một cái Facebook, mình mở lên cho các bạn. Ở đây ví dụ mình vào Facebook cá nhân của mình đi. Facebook, được chưa nào? Khi các bạn lướt ở trên Facebook, cái bài đầu tiên luôn luôn là cái bài của bạn bè của mình. Nhưng khi các bạn kéo xuống cái bài số 2, đây có chữ được tài trợ, thì đây chính là cái bài quảng cáo nhá. Đây chính là cái bài quảng cáo có chữ được tài trợ, là bài quảng cáo. Thì cái bài quảng cáo xuất hiện ở vị trí ngay thứ hai này được gọi là bài quảng cáo win ở trong cái ngành này. Ví dụ bài quảng cáo của BMW Việt Nam này là bài quảng cáo top 1 trong lĩnh vực ô tô, nó hiển thị vào mặt của mình. Thì các bạn xem tại sao nó top 1, anh em nhìn thấy không? Nó có 1.200 lượt like, 67, 69 lượt bình luận và 14 lượt chia sẻ. Bài này chắc cũng mới chạy thôi.
cái fanpage này thì fanpage lớn rồi, chúng ta bấm vào xem. À, trước khi bấm vào xem thử thử quay lại cho nào. Tại sao tôi nhìn thấy quảng cáo thì ở đây anh em có thể nhìn thấy này, thằng này đang chạy quảng cáo đến gì ạ? Đây là những bạn bè của mình đang thích BMW và nó đang hướng tới mình, thì mình có thể đoán được thằng này đang chạy look alike, look alike. Đây, tại sao tôi nhìn thấy quảng cáo này? Đấy. Ở Việt Nam tương tác à, đây. Bạn đã tương tác, bạn đã tương tác, bạn đã tương tác với sản phẩm liên quan. Đấy, cái kiểu như vậy. Thì ok, tiếp theo mình thử xem cái bài này nó chạy bao lâu rồi. Thằng BMW nó chạy cái bài này bao lâu rồi. Thì những cái bài mà hiển thị ở vị trí số 1 đấy nhá, thì được gọi là bài win trong cái ngành, trong cái ngành nhá, trong cái ngành đấy, trong cái ngách đấy. BMW thằng này này BM4 series, xem BM4 series nó ở đâu. Đây, chạy ngày mùng 4 tháng 1, à một tuần, thì nó chạy một tuần nó được đứng top trong cái ngách đấy. Ui anh em nhìn thấy thằng BMW nó chạy kinh khủng luôn, chạy quá nhiều luôn. Ok, đấy là cái thứ hai, yếu tố số 2 đó là bài quảng cáo win. Thì bài quảng cáo win này chúng ta hoàn toàn có thể tạo được nha. Nhưng các bạn phải nhớ này, chúng ta không thể tạo bài win bằng cách bút like, bút bình luận đâu. Anh em mình chung nhỉ? Không phải cách bút like, bút bình luận đâu. Mà muốn tạo được bài win, chúng ta phải tạo một bài quảng cáo theo đúng nghĩa và đáp ứng được cái này này. Đáp ứng được cái thuật toán này này. Cái trải nghiệm người dùng ở trên bài quảng cáo vô cùng quan trọng. Được chưa nào? Và cái số 3 các bạn cần chú ý này. Đó là khi chúng ta có hiểu thuật toán rồi, chúng ta có bài quảng cáo win rồi, phải không nào? Thì cái yếu tố để chạy quảng cáo hiệu quả tất nhiên rồi, đó là chúng ta phải chốt tỷ lệ chốt đơn cao, tỷ lệ chốt và có lời. Ok, đấy là yếu tố số 3. Thì cái này các bạn phải có kịch bản chốt đơn thôi, kịch bản chốt đơn. Cái cuối cùng, một cái yếu tố nữa, đó là yếu tố để giúp các bạn có thể scale up, tức là các bạn có thể nhân bản, các bạn có thể viết tiền, hay nói cách khác các bạn có thể viết tiền lên. Thì cũng cái này các bạn cũng phải hiểu thuật toán đấy, thuật toán thứ nhất. Cái thứ hai các bạn hiểu, phải hiểu về cái dung lượng thị trường, dung lượng thị trường. Thuật toán đây nó chính là thuật toán về phân phối, thuật toán về phân phối và thuật toán về 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 chia đều miếng bánh, chia đều miếng bánh cho các nhà quảng cáo cùng win. Đó, không phải là chúng ta có bài đứng top 1 chúng ta muốn chạy bao tiền thì chạy đâu, không phải thế các bạn nhé. Thì khi mà các bạn đang chạy ngon, mà các bạn ví dụ các bạn chạy ngân sách là 5 triệu nó ngon, các bạn muốn viết tiền lên, các bạn viết thành 50 triệu, 100 triệu thì rất dễ là bị fail. Cái quan trọng là các bạn phải hiểu được cái thuật toán phân phối này, đo lường được dung lượng thị trường, đo được cái mình đứng top 1 thì Facebook nó cho mình ăn bao nhiêu thị phần, mình chạy bao nhiêu tiền để đủ cái thị phần đấy là đẹp, hoặc cùng lắm là với tỷ lệ là một thị phần là một thì mình có thể chi tiền nhiều hơn, nó rơi vào khoảng 1,1 đó anh em mình đúng không, 1,1 thì ok, chứ không phải là chúng ta viết bao nhiêu tiền được. Thì đây chính là bốn cái yếu tố để giúp chúng ta có một bài quảng cáo hiệu quả, và bốn yếu tố này chúng ta hoàn toàn có thể làm được một cách dễ dàng nếu như chúng ta biết cách, chúng ta hiểu thuật toán và chúng ta biết cách làm để đáp ứng thuật toán, thì chắc chắn chúng ta sẽ quảng cáo được. Thì ở trong này cái yếu tố bài quảng cáo win này thì mình muốn nhắc mạnh anh em là, nhắc mạnh anh em đó chính là để tạo ra được một bài quảng cáo win thì bạn không bao giờ được phép lười viết content quảng cáo cả. Nếu như bạn chỉ viết được có một cái content một ngày, không bạn chạy test cái content đấy thì mãi mãi bạn không bao giờ có thể chạy quảng cáo hiệu quả được. Chắc chắn một điều là bạn sẽ ăn may khi hôm đấy bạn chạy nó rẻ nhưng hôm sau nó đắt và bạn không biết xử lý thế nào được cả. Vậy nên ở cái bài quảng cáo win này bạn sẽ cần phải có kỹ năng test quảng cáo, kỹ năng viết nhiều bài content để test, kỹ năng seeding, kỹ năng tạo ra bài quảng cáo win. Ok, thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video hướng dẫn và chia sẻ tiếp theo. Nếu như anh em thấy video này hay và có ích cho mình, hãy đăng ký kênh YouTube của Lê Bá Tùng, bấm nút chuông bên cạnh để khi mình ra những video mới nhất bạn có thể nhận ngay. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.